Từ hôm qua đến nay, mạng thôn hội hình thành lá đơn xin ở lại lớp của anh Lê Hoài Hận, 1985, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang, gửi Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân và Ban giám hiệu trường tiểu học Bờ thị trấn Phú Hòa xin cho con gái của anh là Lê Thị Nờ quy học lớp 2 Bờ, được xuống lớp 1 học lại. Lá đơn xin ở lại lớp đang được đăng tải mạng thôn hội, nhưng anh Hận phụ huynh bé xíu quận khẳng định anh không làm hay ký tên vào đơn này. Lý do được nêu trong đơn là vì sau một năm học nhưng đến nay con gái của anh Hận chỉ mới biết đọc được vài chữ cái và không thể rát dần, không biết đọc, biết viết. Cùng với đó, người ký đơn cũng dùng lời lẽ cay cú như do càng học càng dở hơi mà nhà trường ép buộc phải lên lớp 2 nên cháu muốn xin ở lại lớp 1 đến khi nào biết chữ sẽ tự dở đi lên lớp 2. Rất mong ban giám hiệu cho phép cháu ngồi lại lớp cho đúng tài năng trình độ. Ngoài ra, trên mạng thôn hội đăng thông tin, cho rằng vừa nhận được tin vui vì hiệu trưởng của trường tiểu học Bờ thị trấn Phú Hòa đã đồng ý cho bé xíu nờ quy được xuống học lớp 1 theo đòi hỏi của phụ huynh. Trường tiểu học Bờ thị trấn Phú Hòa. Trao đổi với Vietnamnet, ông Lê Văn Cầu, hiệu trưởng trường tiểu học Bờ thị trấn Phú Hòa cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được lá đơn nói trên. Tuy nhiên, sau khi có thông tin hình thành trên mạng thôn hội thì sáng sủa nay, điều khiển Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thoại Sơn, cơ quan tác dụng địa phương và ban giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc trực tiếp với anh Hận. Anh Hận khẳng định là đơn đó không phải do anh ấy viết và ký tên. Tôi cũng nhờ phía công an lập biên bản lá đơn đó không phải do anh Hận viết. Trước khi lá đơn đó hình thành trên mạng thì có người gọi cho anh Hận để hỏi tình hình việc con của anh này học chậm trễ và dở y giọng của phụ huynh muốn cho con xuống học lớp 1. Tuy nhiên, phụ huynh của em cũng không có đòi hỏi viết đơn, người đăng tự ý làm đơn và đưa lên mạng, ông Cầu nói. Thầy hiệu trưởng cũng cho biết, em quận chỉ đọc và tính toán chậm trễ, chứ không phải tệ đến nỗi không biết đọc, biết viết như thông tin trên mạng thôn hội. Thông tin cho rằng, tôi đã đồng ý cho em quận được xuống học lớp 1 ngay trong đêm qua là sai sự thật. Tôi ví dụ nếu có chuyện học sinh như trong đơn nêu thì ban giám nhà trường phải tổ chức họp để xử lý, chứ đâu có chuyện không họp mà cho xuống lớp 1 liền được, thầy Cầu bức xúc. Qua làm việc với phụ huynh, hướng sắp tới nhà trường sẽ không cho em quận xuống lớp 1. Lý do là em viết chữ đẹp, duy chỉ có đọc và tính toán chậm trễ. Giáo viên sẽ có kế hoạch bồi dưỡng cho em quận thêm. Sau một tháng bồi dưỡng, việc học của em học sinh không tiến bộ nữa thì nhà trường sẽ họp hội đồng lại xem có cho em quận xuống lớp 1 hay nối tiếp giữ cho học lớp 2. Đến cuối năm nếu không đủ điều khiếu nại lên lớp 3 thì giữ lại học lớp 2 tiếp, thầy Cầu nói thêm. Người thân của anh Hận cũng xác nhận với Vietnamnet, anh này không biết đọc, viết chữ rành nên việc tự viết được đơn xin cho con xuống học lớp 1 như thế là không thể xảy ra.